Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Raven đây. Ok, và clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái link nhận quà, đồng thời là xác minh admin coi nó có chính chủ hay không. Ok, và đây là cái link của chúng ta này. Thì cái link này tí nữa thì mình sẽ để bên dưới video, các bạn có thể copy vô và dán vào trong WeChat nha. Ok, đây thì mình đã dán rồi, các bạn chỉ cần nhấn vô đây các bạn dán thôi. Đây, nhầm rồi. Đây, các bạn chỉ cần dán vô là các bạn sẽ được như cái link như mình thôi. Rồi các bạn ấn vào link này. Rồi các bạn đợi nó load xong nha. Đây các bạn đợi nó đăng nhập này. Rồi các bạn vào thì các bạn cứ nhấn vào cái nút màu vàng cho mình. Tại vì này mình đã nhận rồi cho nên mình sẽ không được nhận nữa nha. Mỗi tài khoản chỉ được nhận được một lần thôi. Đấy, cái này là mình đã nhận rồi này. Nó sẽ đầy dấu chấm than này. Đây. Ok thì bây giờ mình đã vào game rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ nhận cho các bạn xem thì những cái phần quà của nó là những cái gì nha. Ok, đầu tiên là 10 điểm của cái nón huyễn viễn này. Thì cái này các bạn cũng không cần quan tâm đâu. Tại vì không có cách nào mà cài nổi 9.000 điểm đâu. Gần 10.000 điểm cơ mà sự kiện thì có mấy tháng thôi. Rồi, thứ hai là một con Fox 2017 30 ngày. Thì con này cũng chả có gì đặc biệt cho nên không quan tâm. Rồi, cái thứ hai cũng khá là ngon. Đó là 20 kim cương nha các bạn nha. Rồi, mình sẽ nhận 20 kim cương này. Ê, cái này mình mới cần này. Ok, đó là X2, một cái mảnh điểm AK One Beat. Thì cái này thì các bạn nên lấy nha, để cài cây AK One Beat chỉnh diễn đấy. Rồi, đó là cây thứ cái tiếp theo. Đó là cây M4 Transformer 5 ngay. Thì các bạn chắc chắn các bạn lấp vô link là các bạn sẽ nhận được cây M4 Transformer thôi nha. Rồi mình sẽ nhận luôn, tại vì mình có rồi. Rồi, thứ hai đó là cây Anaconda Spring 50 ngay luôn. Rồi cái này mình có rồi luôn. Rồi thứ tiếp theo đó là cây DE God, cây này mình cũng có rồi luôn. Rồi tiếp theo đó là cây AK47 Jasmine nha, cây này mình cũng có rồi luôn. Rồi thứ tiếp theo đó là 10 kim cương này. Rồi thì đó là tất cả những cái vật phẩm mình đã nhận được. Ok, bây giờ mình sẽ vô mình bán bớt đi, tại vì mấy cái này mình không có xài cho nên mình sẽ bán. Rồi thì clip mình sẽ được kết thúc tại đây. Các bạn xem clip đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho mình nha. Tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở trong clip sau nha.